Tràn lan trên mạng xã hội, vô số sản phẩm quảng cáo chống đột quỵ như An Cung Ngư Hoàng Hoàn được thổi phồng, khiến không ít người tin vào loại thuốc được ví như thần dược. Cái viên chống đột quỵ đấy thì mình cũng nghe rất là nhiều, thế nhưng mà không biết cái tác dụng của đó là như nào, có hiệu quả hay không. Tiền sử về huyết áp chẳng hạn, thì mình mua để phòng về chống đột quỵ. Và đây là nạn nhân của một sản phẩm tiên dược chống đột quỵ. Lo lắng về tuổi cao dễ xảy ra tai biến mạch máu não, nên ông Giang lên mạng tìm mua thuốc An Cung Ngư Hoàng Hoàn. Thế nhưng sau khi sử dụng một viên, cơ thể ông có dấu hiệu bất thường, tưởng rằng do bệnh lý nên ông đã liên tục uống loại thuốc này và dẫn đến hôn mê. Không cầm nắm và tay không vung vẩy được, ngón tay cũng không có cóp được, và chân thì đi lết rất là khó khăn. 3 ngày mà trước khi vào viện ấy, bởi vì lúc tôi cảm thấy chân tay nó yếu dần, tôi có uống là mỗi ngày một viên. Khả năng nhiều là do bệnh nhân này được lưu lại tại nhà lâu quá. Cái thứ hai nữa là sử dụng An Cung. Theo các bác sĩ, bệnh viện từng tiếp nhận không ít trường hợp cấp cứu sau khi uống An Cung Ngư Hoàng Hoàn. Những người sử dụng thuốc này đều không có chỉ định của thầy thuốc, mà thường tự ý mua về tích trữ. An Cung Ngư Hoàn thực sự là một thuốc hoàn toàn không có khả năng dự phòng đột quỵ đối với các bệnh nhân tai biến. Là một cái thuốc chống đông rất là mạnh. Khi mà uống thuốc chống đông vào trong những cái trường hợp mà tai biến mạch máu não thì cực kỳ nguy hiểm. Tự ý dùng thuốc như thế khi bệnh nhân đến thì nặng nề nhất sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân. Sau đấy sẽ gây, nếu không ảnh hưởng đến tính mạng, sẽ gây tàn phế cho bệnh nhân rất là nhiều. Các bác sĩ khuyến cáo, nếu người bệnh có các yếu tố nguy cơ về tai biến mạch máu não, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám và có chỉ định phù hợp, tránh tin vào những lời quảng cáo vô căn cứ để phải đánh đổi tính mạng.